xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng, đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2021. Quý vị thân mến, trong 24 giờ qua, chúng ta chứng kiến những cơn mưa dông vừa và lớn tập trung ở các khu vực phía Bắc và phía Đông của tỉnh. Ban ngày trời nhiều mây, nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 đến 14 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiệt độ dao động từ 16 đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông. Tại khu vực này có nền nhiệt độ thấp hơn so với những ngày trước, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, nhiệt độ dao động từ 16 đến 21 độ, độ ẩm là 87 đến 92%. Tiếp theo là khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 22 độ, độ ẩm là 82 đến 87%. Và tiếp theo là khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ, độ ẩm là 87 đến 92%. Và cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Cũng tương tự như thời tiết của khu vực phía Nam, khu vực này mới thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt cao nhất trong tỉnh cho động từ 22 đến 32 độ, độ ẩm là 82 đến 87%. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, phong trào sản xuất nông sản an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp luôn được nông dân Lâm Đồng chú trọng thực hiện và số diện tích canh tác theo tiêu chuẩn này không ngừng được tăng lên. Có thể thấy sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn không chỉ nâng cao chất lượng nông sản mà còn giúp bà con dễ dàng vào chuỗi liên kết và tìm đầu ra. Và để theo dõi thêm về mô hình này, cùng với những thông tin nông nghiệp mới nhất, mời quý vị và bà con cùng theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Khép lại chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho những khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.